Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn. Thì hôm nay em xin review một cái quán. Em sẽ làm một cái video về review một cái quán, mấy cái quán ăn khu vực của khu đô thị Vincent Phước Hải nha quý vị. Đó là quán, cái quán mình sẽ vào một cái quán mẹt mẹt quán rồi chiên bún đậu mắm tôm với một cái quán về cơm tấm ở khu vực chung cư. Nó thuộc ở chung cư CT1, khu đô thị Vincent Phước Hải của thành phố Nha Trang ngày nay nha. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng tham tham khảo một số quán này cùng với em nha. Xin mời quý vị nha. Một món gì? Cơm tấm hồng 203, cơm tấm sườn 35, cơm tấm sườn bì chả 44, cơm tấm sườn bì trứng. Em mấy đứa nó có qua đây ngồi ăn luôn. Thôi cho tụi nó ăn cái này. Cơm tấm sườn đây. Cơm tấm sườn đây hả? Mấy đứa ăn cơm tấm hết anh. Đó, ngồi đây ăn luôn anh. Thấy không? Rồi ngồi ăn đây. Một cơm tấm sườn. Ba dĩa hả? Ba dĩa ăn hết không? Tổng cộng là ba dĩa con. Ăn hết không vậy? Rồi ba dĩa đi. Làm ba dĩa rồi. Ba đứa ngồi vô đây. Ngồi đây ăn nha. Rồi chút nữa tự tính tiền nha. Không, không cần đâu. Mấy đứa nhỏ nữa. Ở đây là con đường này là con đường tối hữu nè mày. Ngoài đây là con đường tối hữu. Đi hướng này quý vị sẽ ra giao lại với con đường Lê Hồng Phong. Rồi ra siêu thị Co.op Mart quý vị. Con đường Lê Hồng Phong ngày xưa là con đường tỉnh lộ 4 á. Thời tiết hôm nay rất là đẹp quý vị ơi. Trời vào mùa đông rồi, gió gió lạnh lạnh se se. Rất là lý tưởng, trời mát dịu trong ngày, không có nắng cũng không có mưa. Thì có lúc cũng có chút nắng này. Nhưng mà hơi gió. Gió nhưng mà rất là mát rồi. Gió mát lành lạnh thấy đã lắm. Ở dọc đây là cái lô C, lô D của Vincent Phước Hải nè. Trên con đường Tố Hữu. Đây là các cái chung cư. Ở đây có một cái lò. Lò nướng này. Trên kia thì để 30 nhưng mà đây họ đổi giá, họ sửa lại giá rồi. Giá của nó là 35. Ở đây những ai muốn ăn thì có thể ship cũng được. Ở xe thì muốn ăn cơm này thì có thể gọi hotline này. Rồi sau đó họ sẽ cho shipper họ ship đi. Cơm tấm hồng từ năm 2003 luôn quý vị. Đó. Quán này rất là lâu rồi. Cơm tấm bò bơ nữa, bò bơ sườn. Nằm ở vị trí lô D. Chung cư này là chung cư CT1 của khu đô thị Vincent Phước Hải nha quý vị. Chung cư CT1. Cũng thấp thôi nhưng không cao lắm. Ở bên kia thì có cái mẹt quán nè, bún đậu mắm tôm nè.
À, cắt sẵn rồi đó, đúng rồi, đẹp quá. Rồi hấp dẫn chưa? Hấp dẫn. Cái bơ này ăn được không? Ăn được thì bỏ ra nghe, xốp nha. Xốp cái đứa ăn được không? Ăn được thì ăn còn được, bỏ ra nghe, nó béo lắm á. Cái này xác cái này ra. Sáng ra. Được mà sáng ra đã, nó chưa có đứt. Rồi. Sáng ra cho nó đứt đi. Shop. Rồi 35.000 dĩa vậy, sườn, cơm sườn, cơm tắm sườn, dưa leo. Shop. Cấp tắm bụng bơ. Cơm bơ. Đó, ăn đi. Rồi. Rồi thích ăn cơm tấm sườn que thì ăn. Đó, quán có trên lầu nữa nè, đi lên trên lầu nữa nè. Nó dọc đây là phía dưới của chung cư CT1, khu đô thị Vincent Phước Hải, Nha Trang quý vị. Ngay chỗ này là ngã tư của con đường Thích Vạn Đức với con đường Tố Hữu. Các loại. Rồi có đây có nệm mút các loại nữa nè. Mì cay, lẩu, gà rán, trà sữa ăn vặt. Ngay chỗ này là quán bún đậu mắm tôm nè, mẹt quán nè. Nằm ở 1H CT1, Vincent Phước Hải. Làm người lớn luôn. Đó, đây là cái mẹt quán nè mày, bún đậu mắm tôm nè. Đây là chi nhánh 1, chi nhánh 2. Còn bên Vĩnh Yên Trung là chi nhánh 1. Đó, nguyên một cái mẹt của các bạn. Đã không? À, rau nè, xoài nè, xà lách nè, dưa leo nè. Đó. Rồi đậu khuôn, chả, chả ram, lòng chiên nè. Đó. Rồi bún cuộn như thế này. Rồi thịt heo luộc, rồi cuốn lại, quất, dứt thâu quý vị. Đó, bánh tráng. Còn đây là mắm tôm nè. Rồi, những ai không thích ăn mắm tôm thì ăn nước mắm không đây. Rồi đây là những cái gia vị nè. Tỏi nè, tỏi ta bầm sẵn nè. Ớt nè. Rồi tắc. Này nặng tắc cho nó thơm. Đó, gia vị vô quý vị. Đây. Thì tắc người ta họ sắc sẵn cho mình rồi nha. Đó, nặng vô nè. Bạn tắt vô. Rồi. Đổ vô. Rồi. Về rồi. Ớt vô. Dạ chị. Rồi quậy đó. Quậy lên. Bún đậu mắm tôm là phải hấp dẫn hay không là nhờ cái món mắm tôm thôi. Mình sẽ cuốn với bánh tráng các bạn. Đây bánh tráng người ta cho sẵn. Cái menu này các bạn. Hai chi nhánh. Đó, bún, đậu, thịt, chả ram, chả cốm, dồi sụn, nem, chua rán, lòng chiên. Đó, bún đậu đặc biệt 50k. Bún đậu bình thường thì sẽ là 40k là bún đậu này, thịt, chả ram, chả cốm, dồi sụn. Có một combo một người này, phần đặc biệt này, có trà tắc rồi bánh tráng nữa, 60k một phần đặc biệt, còn một phần thường cộng với trà tắc, một trà tắc rồi bánh tráng là 50k.
Ở trong này có bánh tráng gọi thêm này, 5k này, bún này, thêm này, đậu thêm này, thịt đùi luộc thêm là 30k nha, chả ram tôm đất thêm 25k, nước tắc, trà tắc 10.000, bia Tiger 18, nước suối 8.000. Mời quý vị nha. Đây. À, bánh tráng này, tráng nhúng nước sơ sơ thôi, rồi cho rau vô. Nhìn cái mẹt rau hấp dẫn đó này ha. Đó, bỏ rau vô. Tay cho nó dễ thôi chứ rửa khó gấp á. Đó, xà lách nhìn hấp dẫn không? Rồi. Đó, bỏ miếng xoài vô cho nó chua chua, ăn cho nó ngon. Đó, bỏ bún vô. Đó, thịt luộc. Đó, đậu. Chả này cho vô. Chả. Uống lại. Bánh tráng hơi mỏng không? Đợi nhà cội. Hai miếng. Giúp. Rồi cuốn đây, cuốn đây. Rồi bỏ rau vào. Đó, thịt bún này vậy. Đậu cuốn vô, cuốn đậu mắm tôm mà không có đậu gì hết. Rồi dừa cho nó chua chua. Đó, đậu cuốn cho chả ram nè, chả ram này ngon nè. Đây là cuốn này là cuốn đặc biệt luôn quý vị, cuốn đầy đủ tổng hợp đặc biệt. Mời quý vị nha, hai loại nha, loại mắm tôm nè, nước mắm tôm. Ở đây không ai thích ăn nước mắm tôm thì mình chấm nước mắm, nước mắm nè. Rồi mời quý vị nha, giờ này người nhiều người tới đây cũng ăn trưa rồi. Ngon quý vị ơi. Cái này cuốn bún cho ăn cũng nhanh non. Nó bánh tráng. Nước mắm thì mặn mặn chua chua. Cho tay luôn đi cho nó lẹ cho rồi. Đậu á. Tôi mới đế tôi ăn mỗi thứ nít chứ. Mỗi lần mỗi cuốn là mỗi thứ. Mấy lần thứ. Đang cuốn 3 miếng rồi chứ chưa rồi. Cuốn hết nữa là cuốn ngon. Đây là cuốn này là cuốn tổng hợp vậy. Cuốn đặc biệt luôn nè. Còn chưa tổng hợp chưa đó. Hết rồi tổng hợp sơ sơ à, cuốn hết tổng hợp hết tất cả các món này không đủ chả rồi nữa nè, mình cuốn với lại chả cuốn hết. Mời về nha. Ngon quý vị. Này phải cuốn hai cái bánh tráng, một bánh này chấm mắm tôm mới ngon rồi. Cho ớt vào, cho tỏi vào. Rồi tắt rồi vậy. Các họ sắc sẵn cho mình rồi, chỉ nặng vô thôi. Rồi trộn lên vậy.
Đó. Đây là mắm mắm tôm hấp dẫn không? Đó. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video nhé. Xin chào cô chú chị bạn.